Nè ông Tâm, tôi muốn nói với ông chuyện này được không? Làm gì? Tôi có thằng em á, nó mở dịch vụ rút hầm cầu. Nếu ông muốn á, tôi giới thiệu ông cho nó. Rồi khi có việc á, nó gọi ông đi làm. Cái gì? Mặt tôi vậy đi thông hầm cầu hả? Nhìn kỹ nó lại đi nghe ông nội. Mặt vậy đi thông hầm cầu hả? Còn khuya, chưa có đến nỗi vậy đâu nha. Tìm thằng khác đi. Nghèo treo mỏ mà mày đặt ra dễ. Ông mà tính đường tới quán tôi uống thiếu nữa hả? Xin lỗi nha, muốn bị ngó nha. Má, giờ này hết chuyện rủ mình đi rút hầm cầu. Không lẽ đời mình mặt hạng như vậy sao? Mày tới đây làm gì? À, mày ra quán cà phê nào đợi tao đi. Chỗ của mày hay ngồi hả? Mày biết chỗ tao hay ngồi nữa à? Không có đâu, quán sập xệ bên cạnh bến xe. Ok, tao không thích đợi lâu đâu nghe. Tóm lại mày muốn gì nói lẹ đi. Tao muốn tìm gặp cha con ông Bạch để hỏi mượn chút tiền để làm ăn. Theo mày có nên không? Hiểu. Mày sẽ gặp cha con họ, bị đập và nói với họ rằng tao là cha đẻ của bé Thi. Bộ mày tưởng họ sẽ tin lời mày sao? Mày đâu có chứng cớ gì. Cần gì? Cứ nói vậy là họ cũng phải xem xét lại cái đám cưới của mày với cô ái nữ đó rồi. Mày biết tao mà, cùi rồi, đâu có sợ lỡ nữa. Tao phá mày chơi gì đó. Mày làm gì được tao thì mày làm coi. Mày định chơi tao à? Bộ mày không sợ tao sẽ cho người đuổi ngay mày cút khỏi căn hộ mày đang ở sao? Hay mày muốn phần đời còn lại của mày luôn phải chống nạn? Mày sẽ không làm vậy. Thằng bạn chí cốt của mày, thằng An đó, nó không để cho mày làm như vậy đâu. Để coi, mày cứ làm cái điều mày đang tính đi, để xem tao có dám đập mày lần nữa không. Mày biết điều chứ tao, thì tao vẫn cho mày ăn ngon, ở nhà đẹp. Còn không thì thằng An cũng không cứu nổi cái mạng chó của mày đâu. Mày hết tiền xài rồi chứ gì? Được chó, mày cầm lấy tiền rồi biến đi. Nếu không mày đừng trách tao. Để anh khui cho. Sao giật mình vậy em? Anh vô bất ngờ quá. Em đang gắng sức để khui chai dầu, anh bất thình lình nói làm em giật mình. Em yếu xìu à? Đúng là bà chủ tịch làm công việc nội trợ cũng khác với một phụ nữ bình thường. Mỗi người mỗi việc mà anh. Em cũng biết vậy hả? Vậy tại sao em không muốn người giúp việc đi cho đỡ vất vả? Em cũng tính như vậy rồi. Chắc chắn mai mốt phải có người chăm nom ba, sau khi tụi mình cưới nhau rồi ra ở riêng. Tội nghiệp cho Liên, em đâu có biết cha mình không còn sống được bao lâu nữa. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh Sơn à. Có gì đâu em.
Anh đang nghĩ có lẽ sau đám cưới chúng ta cũng nên về đây ở cùng với ba. Nếu em không thấy như vậy là bất tiện, có lẽ chúng ta nên như vậy. Như vậy anh cũng sẽ phụ em việc chăm sóc ba, còn em thêm yên tâm để dành thời gian lo việc cho công ty. Chiếc xám của em chỉ để dành cho mỗi một việc chăm sóc ba thì uổng lắm. Anh nghĩ vậy thiệt hả? Ừ. Em cảm ơn anh. Em cũng đã tính tới chuyện đó, nhưng mà em chỉ sợ anh không đồng ý nên em chưa dám nói với anh. Em, chúng ta đã sắp làm vợ chồng rồi. Từ nay em nghĩ sao là phải nói liền với anh như vậy, nghe chưa? Chứ đừng có giấu giếm trong lòng hay giữ bất cứ một chuyện gì, vậy không hay đâu. Nhớ chưa bà xã? Em nhớ rồi ông xã. Nhiều nay món đủ chưa? Cần gì nữa không? Cứ từ từ, tôi đâu có vội đi thông hầm cầu cho em có ông đâu mà làm gì ông gấp như vậy. Mẹ kiếp, mày nói sốc tao mày, coi mày sốc được mấy bữa nữa. Sao hên vậy ta? Đang đúng lúc tôi định đi tìm cậu. Quyết không về rồi hả? Con nhỏ đó mà dám về, tôi đánh bể mặt nó đó. Nè, anh đừng nói chuyện với tôi cái giọng đó nghe. Quyết không là vợ anh, nhưng cũng là bạn của tôi. Con vợ chết toi của tôi á, nó có một người bạn như anh là nó có phước lắm đó. Bữa nay chơi sang quá ha, mới có tiền mà. Ngồi uống với tôi đi, quá đã luôn. Tôi á mới chỉ nói đến tên cậu ra thôi là tôi đã có tiền rồi. Tôi biết tiền anh đang có là từ đâu rồi. Hôm nay á, tôi tới đây cũng là vì chuyện đó. Anh nghe nè, tôi khuyên anh á, đừng có bám theo vào Quế Đại Sơn nữa. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Anh mà còn làm một lần nữa là chính tôi đánh anh gãy giò rồi cho anh nằm liệt giường luôn đó. Chồng không đã chồng, bạn không đã bạn. Anh tính ăn bám cái tờ giấy xét nghiệm đó tới bao giờ nữa hả? Nói cho anh ăn cái gì hôm nay mà ăn tới sài sẩy tôi dữ vậy? Tôi nói vậy là chỉ muốn điều tốt cho anh thôi. Anh phải có lòng tự trọng chứ anh Tâm. Anh nên đi tìm Hồng về đi. Mà đâu phải chỉ có mình Hồng đâu, còn bé Thi nữa. Con bé đó không phải là con của tôi. Con ai con hãy nói. Nhưng mà cha sinh không bằng mẹ dưỡng. Anh từng nuôi dưỡng con bé gần ấy năm trời, là một con người. Không lẽ anh không có chút tình cảm phụ tử nào với nó sao? Sơn nói với tôi, nếu mà anh tìm được má con Thi về thì nó sẽ cấp vốn và giúp đỡ cho vợ chồng anh làm ăn, còn mọi chuyện khác bỏ qua. Anh hãy nghe tôi nói, nếu anh thật sự còn yêu Hồng và muốn hạnh phúc gia đình trở lại thì anh nên thay đổi đi anh Tâm. À, gia đình phải, tôi đã từng có một gia đình. Vậy thì anh hãy làm sao để giữ lấy gia đình đó đi. Ba. Ừ con. Ba đi đâu lâu ơi là lâu, làm tụi con đợi hoài. Ba vô ngồi đi ba. Chả giò tự tay con làm đó hả?
Dạ, có anh Sơn phụ giúp nữa đó ba. Thực ra cháu chỉ phụ lặt rau thôi ạ. Ba ăn thử coi tụi con làm vừa miệng không. Được không ba? Ngon, ngon lắm. Lâu lắm rồi mà mới được ăn thứ này. Để cháu rót rượu. Thôi khỏi. Chú thấy trong mình hơi mệt, chú xin phép lên nghỉ một chút. Hai đứa cứ tự nhiên nha. Chúc con ngon miệng nha. Dạ. Hình như ba mệt thiệt đó em à. Mình khoan ngăn đã, để ba nghỉ ngơi một lát rồi mình mời ba ăn sao. Chuyện gì không hay đến với ba không anh? Em, người lớn tuổi thường hay đổi tính lắm. Chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Tuổi ba chỉ mới tuổi trung niên thôi. Em không tin là ba thay đổi tính chỉ vì tuổi tác. Em nói vậy là có ý gì? Hổm đầy ba hay trầm ngâm rồi nói những điều mà nhiều khi em không hiểu nổi. Ba chưa từng như vậy bao giờ. Anh nè. Sao em? Có gì khó khăn cứ nói với anh, anh cùng gánh với em. Em nghĩ hay là vì chuyện tụi mình xin làm đám cưới khiến ba hụt hẫng. Ý của em là ba không đồng ý chuyện tình cảm của tụi mình. Nhưng vẫn phải miễn cưỡng. Nếu chuyện đó đúng như vậy thì em tính sao? Em thật sự không biết làm sao nữa. Em chỉ có mình ba thôi. Em không muốn làm ba buồn. Anh biết em là một người con gái hiếu thảo, luôn thương yêu cha mẹ của mình. Vậy cũng phải thôi. Mất chồng, có thể tìm chồng khác. Mất con, cũng vẫn có thể tìm đứa con khác. Nhưng mà mất cha mất mẹ thì không thể tìm lại được. Anh đã từng trong hoàn cảnh đó nên anh hiểu cảm giác quen. Anh, em cũng sợ mất anh lắm. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh sẽ lựa lời để từ từ nói với ba. Nếu quả thực đúng như ba nghĩ thì anh sẽ chờ đến khi nào ba đồng ý để anh làm rể. Tội cho anh quá.
Mẹ ơi. Sao con? Sao? Sao lần này mình đi lâu quá vậy mẹ? Tại sao mình không về nhà cũ ở với ba nữa hả mẹ? Ba đi làm ăn xa. Ba đâu có ở nhà đó đâu mà về con. Khi nào ba về á thì mẹ con mình lại về nhà đó. Được không? Dạ. Lại đây. Mẹ cục tóc cho nha. Cô Hồng ơi. Dạ. Hai mẹ con ngủ chưa? Chuyện gì vậy anh Phong? Thu đâu? Đã về đâu? À cô Hồng nè, cô có muốn ra ngoài để làm thêm không? Chỗ tôi đang cần tuyển nhân viên phục vụ. Nếu muốn á, mai tôi giới thiệu cô tới làm luôn. Dạ, dạ, tôi cũng muốn ra ngoài làm thêm. Chứ giặt ủi như vậy không có đủ sống anh à. Dạ, việc ở đó làm ban ngày hay ban đêm à? Mỗi ngày đều có 2 ca, sáng và tối. Với cô có thể xin người ta làm cả ngày, bởi vì cô có con nhỏ. Dạ vậy thì tốt quá à. Vậy thì anh giới thiệu tôi qua đó thử coi sao. Còn con nhỏ tôi có thể gửi qua bên chị Tư được à. Ừ, vậy thì cô chuẩn bị đi. Sáng mai á tôi ghé qua chở cô tới đó luôn. Dạ, cảm ơn anh. Thôi tôi về ngang. Dạ. Anh à. Dạ. Nếu có gặp cô Thu á, nói tôi có ghé qua nha. Dạ. Dạ. Thôi, cảm ơn tôi về anh. Cô. Dạ. Bé Thi ơi, mẹ có việc làm rồi con ơi. Tháng lương đầu tiên mẹ sẽ mua cho bé Thi một chiếc váy đầm công chúa thiệt đẹp, con có chịu không? Con thương mẹ nhất trên đời. Lại đây mẹ. Ba. Hả? Dạo này con thấy ba làm việc khuya nên con pha sâm lên cho ba uống, đỡ mệt nè. Ba thấy trong người khỏe rồi. Thôi, con về nghỉ đi, đừng lo lắng cho ba. Vậy thôi, con đi nha. Ba. Hả? Gì vậy con? Con thấy ba có điều gì đó bất an. Ba không thể chia sẻ với con được hả ba? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn là con gái của ba. Ba là người mà con yêu thương nhất trên cuộc đời này. Con thấy ba có gì bất an à? Dạ. Trên thế gian này, điều mà ba lo lắng nhất chính là con đó. Ba, từ trước đến nay, con làm bất cứ điều gì cũng không khiến ba phải lo lắng mà. Còn rất nhiều điều ba còn chưa hiểu hết đâu. Con biết ba thương con, bởi vậy con càng cảm thấy lo sợ hơn khi ba không nói gì hết. Ba có bí mật giấu con đúng không ba? Ai cũng có bí mật riêng của mình. Bí mật mà để cho người khác biết thì đâu còn là bí mật nữa. Ba phải giữ bí mật này, bởi vì nó mang đến cho ba điều thú vị. Ba muốn giữ cho riêng ba,
Con đừng tò mò tìm hiểu làm gì. Không có bí mật nào là mãi mãi hết. Một ngày nào đó con cũng sẽ biết thôi. Thôi, con về phòng nghỉ đi. Vậy thôi, ba cũng nghỉ sớm nha ba. Về nghỉ đi con. Dạ. Tôi sẽ ở lại Việt Nam để coi cậu như thế nào. Thức đêm mới biết đêm dài. Anh là đồ bỉ ổi. Tôi coi thường anh. Cậu đó, cậu sẽ bị trừng phạt bởi vì tất cả những gì cậu đã gây nên. Cậu sẽ bị mất hết nhà cửa, xe cộ, kể cả tiền bạc. Không, mình không thể để điều đó xảy ra được. Không bao giờ. Mình phải ở trên đỉnh cao của quyền lực. Không một ai có thể bắt mình dừng lại được. Anh Minh. Lâu quá rồi mới thấy anh đó. Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi đó. Anh ăn trộm vài phút của công ty, ghé qua thăm em. Ủa, trễ vậy rồi hả? Em mãi làm gì không nhớ gì hết. Tệ thiệt, anh ngồi đi. Thôi, khỏi trả nước gì hết em. Coi nè, hình như thần sắc của em không được tốt phải không? Lại cãi nhau nữa hả? Em hả? Đâu có đâu. Chắc tại hôm qua em làm việc khuya quá nên hơi mệt thôi. Ngồi đi anh. Vậy là chuyện riêng của em vẫn tốt đẹp. Còn anh, định khi nào có người yêu vậy? Anh thì còn yêu ai được nữa? Anh cứ nói vậy không à. Chẳng qua là anh chưa gặp đúng đối tượng để yêu thôi. Em xin lỗi. Ba. Ừ, lát nữa con qua bên tổng hợp lấy mấy bộ hồ sơ ba để bên đó về kiểm tra lại giùm ba. Dạ, con sẽ làm ngay. Ừ. Ý, có anh Minh ở trọng, ba vô chơi chút nha ba. Ừ, để ba vô hỏi thăm cho vài câu. Dạ. Chào cháu. Dạ, con chào bác. Cháu ngồi đi. Dạ. Lâu quá rồi, không thấy cháu ghé nhà bác chơi. Sao, lúc này có bạn gái Việt Nam chưa? Dạ, cháu con ế rồi bác à. Bác coi có ai làm mai giúp cho con đi. Chứ con ở nhà với cô con hoài, chán quá. Riêng cái khoản này
thì bác chịu. À, hay là coi trong công ty này nè, có cô nào xinh xinh á, rủ đi chơi, biết đâu tán tỉnh được. Dạ, có cô xinh nhất thì không chịu yêu cháu. À. Cháu xin lỗi. Anh vô đi. Thôi, anh đang bận lắm. Thưa chú, cháu có việc muốn xin ý kiến chú. Cháu gặp chú một lát được không ạ? Ừ. Nè, khi nào rảnh á, ghé nhà chú chơi nha. Dạ. Qua phòng nha. Dạ. Nói em nghe nè. Ai vào phòng của em cũng phải gõ cửa xin phép, kể cả chú Bằng cũng không ngoại lệ. Vậy mà có người ưu ái đặc biệt dữ vậy ta. Anh nói gì mà kỳ quá vậy? Anh Minh, anh có thể vì em mà đừng hiềm khích với anh Sơn nữa được không? Anh chỉ không muốn thấy em bị gạt thôi. Anh hãy nghe em nói nè. Em biết anh nghĩ anh Sơn yêu em là để lợi dụng em, từ đó có được địa vị cao. Em e là anh cố chấp quá đó. Em khẳng định với anh, em đang rất hạnh phúc. Chẳng lẽ anh không thấy điều đó? Chẳng lẽ anh muốn tình bạn thân thiết của chúng ta tan biến đi chỉ vì anh cứ nghi ngờ hạnh phúc của em, nghi ngờ người mà em đã lựa chọn? Đừng để điều đó xảy ra anh Minh à. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng cư xử như lời gợi ý của em. Chào em. Nhưng em cho anh được chờ đợi em thêm một thời gian nữa nha. Bích Liên thương chú nên cô ấy không muốn chú phải suy nghĩ nhiều. Tụi cháu còn trẻ nên tụi cháu có thể chờ đợi được. Thiệt tình cháu không muốn Bích Liên phải đau khổ. Những gì mà cháu vừa nói á, chú cảm thấy có vẻ chú là một người cha ích kỷ quá. Thiệt tình trước đây chú có lấn cấn việc gả Bích Liên cho cháu, nhưng bây giờ chuyện nó đã qua rồi, chú không còn băn khoăn gì nữa. Cháu và Bích Liên đừng vì vậy mà hiểu lầm rồi phải dừng đám cưới. Cháu rất biết ơn lời nói vừa rồi của chú. Thật tình cháu cũng đã chuẩn bị tinh thần để kiên nhẫn chờ đợi sự chấp thuận hoàn toàn của chú. Việc này... Nè, đám cưới đâu phải là chuyện chơi. Cháu cứ tính sao á thì cứ làm vậy. Chú chỉ nhắc nhở hai đứa một điều là tổ chức sao cho nó đơn giản mà ấm cúng. Đừng vì sĩ diện mà tổ chức rền rang cho lãng phí. Dạ, cháu hiểu ý của chú ạ. Thưa chú, cháu xin phép về phòng làm việc ạ. Ah.
Chẳng lẽ mình không được thấy ngày hạnh phúc của con mình sao? Chuyện ba muốn nói với con á cũng không lớn lắm đâu, chỉ để là giải tỏa tâm lý thôi mà. Còn chuyện đám cưới của tụi con á, ba đã nói với Sơn rồi, các con có thể tiến hành bất cứ lúc nào mà tụi con muốn. Con biết ơn ba nhiều lắm. Thiệt tình, việc thưa với ba tạm hoãn đám cưới là do anh Sơn. Ảnh luôn lo ba không vui nên... Tại sao Sơn lại dành sự quan tâm tới ba nhiều vậy? Anh nói là khi con đi lấy chồng rồi thì ba chỉ có một mình. Anh lo là ba buồn nên muốn con ở thêm với ba nhiều hơn. Ba cảm ơn Sơn đã quan tâm tới ba nhiều như vậy. Chứ còn điều này, ba chỉ muốn nói riêng con. Con không được nói lại với Sơn, rõ chưa? Chuyện gì nghiêm trọng nha ba? Ba muốn con hứa với ba một chuyện. Con sẽ không giao chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị lại cho Sơn, cho dù bất luận trong hoàn cảnh nào, ngay khi Sơn đã là chồng của con. Ba, tại sao khi không ba lại nói chuyện này? Mà con thấy anh Sơn cũng đâu có bao giờ nghĩ đến chuyện đó đâu. Cứ cho là Sơn không nghĩ tới đi. Nhưng vì hạnh phúc của hai con, ba yêu cầu con hãy làm theo những gì ba đã dặn. Cả ba và anh Minh đều không tin là anh Sơn yêu con, mà chỉ muốn cưới con làm vợ vì cái chức danh chủ tịch hội đồng quản trị đó hả ba? Con chưa hiểu hết sức mạnh của đồng tiền đâu. Đồng tiền mang đến cho người ta quyền lực, rồi từ quyền lực đó, đồng tiền đó, nó thay đổi con người và hủy hoại con người bằng cách riêng nó. Ba, con thực sự không hiểu lắm ý của ba. Ba thừa nhận Sơn là người rất giỏi về kinh doanh, sử dụng đồng tiền theo ý muốn của mình để đạt lợi nhuận cao nhất. Nhưng ba chỉ sợ khi đứng trên đỉnh cao quyền lực, Sơn sẽ thay đổi. Lúc đó con sẽ là người đau khổ nhất. Tại ba quá thương con nên ba lo xa vậy thôi. Chứ anh Sơn không phải là người như ba nghĩ đâu. Con hứa với ba, cho dù anh Sơn có là chồng con đi chăng nữa, con vẫn giữ vững những quy định do hội đồng quản trị đặt ra. Phải có những giới hạn con à. Để hạn chế được sự cám dỗ của đồng tiền, rất cần những nguyên tắc chặt chẽ và tỉ mỉ con à. Nhưng ba, con đã nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị đâu. Ba sẽ giao lại cho con chức vụ này trước khi con làm đám cưới. Ba, con tự nhận thấy mình chưa sẵn sàng cho điều này. Con còn quá non nớt và chưa đủ kinh nghiệm. Ba đã suy nghĩ nhiều rồi. Đã đến lúc con phải làm và có quyết định cho riêng mình. Con sẽ không đi vững nếu như không có những bước đi táo bạo đầu tiên. Ba muốn con biết rằng công ty này đối với ba quan trọng đến mức nào, và đã đến lúc ba dành nó cho con. Con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng ba. Can đảm lên, ba tin là con sẽ làm được.
anh đánh giá cuộc bàn giao quyền lực của cha con lão Bằng vừa xong như thế nào? Bên đây, cháu Bích Liên sẽ thay tôi thực hiện chức trách của một chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Phúc Sinh. Như điều lệ công ty đã quy định, tôi tin rằng với sự hỗ trợ đắc lực của toàn thể thành viên của hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát cùng các cổ đông, tân lãnh đạo của chúng ta sẽ mang lại cho chúng ta một nguồn sinh khí mới cho công ty. Con nhỏ nói năng cũng dữ dằn lắm. Em còn nhớ nó nói gì không? Anh nghĩ đầu em toàn đất thôi sao? Mục tiêu của tôi là trong 5 năm sẽ cố gắng phấn đấu đưa công ty đầu tư Phúc Sinh trở thành một tập đoàn hùng mạnh. Không chỉ đầu tư về vấn đề xây dựng và đất đai, chúng ta sẽ có thể hướng đến đầu tư về môi trường, y tế và xã hội. Tôi tin rằng với chiến lược đầu tư kinh doanh tốt và lòng quyết tâm cao, chúng ta sẽ thành công. Anh có nghĩ việc làm vừa rồi của lão Bằng là quá sớm, thậm chí là một nước cờ nguy hiểm cho chúng ta không? Việc đó nằm trong dự tính của lão ta từ lâu rồi, nên không thể gọi là sớm được. Việc của chúng ta bây giờ là phải triển khai phương án B, phải hạ gục con nai khi nó chưa mọc sừng. Nếu Sơn thay lòng đổi dạ, không dám giành giật quyền lực từ phía nhà vợ thì sao? Em thấy cậu ta có vẻ yêu con bé Bích Liên đó thật lòng. Nếu vì vậy mà cậu ta bỏ cuộc là đại họa đó anh. Cũng cần phải nghĩ tới điều đó. Tuy nhiên, một thằng đầy tham vọng như Sơn thì điều đó có vẻ không xảy ra. Dạ, nếu vậy thì em đỡ lo. Nhưng mà hành xử của cậu Sơn thì thật là ghê. Vừa thủ đoạn, vừa hèn hạ, dùng tình yêu để lừa gạt. Thiệt tình, đàn ông các anh... Đàn ông sao? Chỉ có đàn ông mới vậy à? Coi em đó, bình thường thì hiền như con mèo mung, lúc cần cũng ghê gớm dễ sợ, móng vuốt cứ xè ra lung tung. Xòe ra như vậy mới còn bị ăn hiếp. Vậy mà có người vẫn đeo bám theo mụ đàn bà to ụt ịch, ăn nói thì vô duyên, chứ đâu dám rũ bỏ mà theo con này. Thôi thôi thôi, đừng nói lung tung nữa. Nào, chuẩn bị vào dự tiệc tân sếp mới đi. Nào đứng lên. Có ai ở nhà không? Ai kêu đó? Có ai ở nhà không? Trông cha ơi. Nè, bữa nay mà tôi ngạc nhiên chú Bằng đó nha. Ủa, bữa nay là ngày gì mà bác mặc đồ giống du kích trước 75 vậy? Chú thấy lạ quá không? Hôm nay á là ngày kỷ niệm tình yêu của tôi đối với bà. Giao phai kề cổ, máu đổ không màng, chết thì anh chịu chết, chứ buông nàng thì anh không buông. Cũng nhờ liền như vậy đó mà tôi mới cưới được bà đó chú à. Trời ơi, ở tuổi bác mà bác làm kỷ niệm tình yêu thì làm sao ai dám chê bác già. Ủa, mà sao bữa nay mà chắc rảnh quá rồi đi xuống đây chơi phải không? Bác yên tâm đi, cháu được rảnh rang rồi. Cho nên bữa nay cháu xuống đây để tận hưởng những ngày vui thú điềm viên với bác. Phải rồi. Không biết là bác có đón tiếp được không à? Ôi trời ơi, bác còn cá lóc mà nướng trui, ha, làm mâm mà rượu à, trắng à, đãi à, người à, phương à, xa. Nè, chú á, bác thật sự là người tâm giao của tôi á.
Vậy thì sao mà không đón tiếp được chứ? Mời đi vô. Vâng bác. Anh lúc nào cũng làm em giật mình hết. Wow. Bà xã làm đó, đẹp không? Không được ăn vụn, đợi ba về đã. Nhưng mà ngon quá, anh không cầm lòng được. Từ từ anh sẽ được thưởng thức thôi mà. Em em nhắm mắt lại đi. Xong chưa anh? Chưa em. Em vén tóc lên đi. Đẹp quá. Em cảm ơn anh. Anh tặng cho vợ yêu của anh kỷ niệm ngày em nhận chức tổng giám đốc.